Chào các bạn, hôm nay mình là nấu bún mắm. Giờ mình bắt cái nồi này lên nè, mình bỏ mắm vô mình nấu cho nó lục mắm. Bỏ mắm như mình nấu cho nó rụt nha các bạn. Mình lấy nước. Mình lấy nước mắm các bạn, sáng nay mình đi chợ mình mua chuẩn bị hết rồi nè. Đó, rau là mình chuẩn bị hết rồi, rổ rau sống này ăn với mắm rồi. Rau này sáng mình mua gồm có cái này là gì vậy? Kèo nèo với lại bông súng hả? Rồi súng với rau muống bào nè, bắp chuối, giá, rau nhút, rau thơm với húng với ngò đó, lỗ rau sống để mình ăn với bún mắm quá ngon. Mình không có ăn ba rọi, mình chỉ ăn bạch tuộc, tôm với lại cá hú. Giờ mình sẽ sáng thấy bà già đi ăn đứng người mấy chài nướng.
chừng một giá cháo thôi, thì tôi được mua cho em cái dầu cá bẩy. Mẹ ơi con thích ăn cái này quá. Nói nên món nói mẹ nó mua cho con một giá cháo thôi. Mắm thì mình nấu nó cũng nhừ rồi các bạn. Giờ mình sẽ cho nồi lên mình sần xả ớt. Mình xào nó vàng rồi các bạn. Giờ mình cho mắm vô ha. Mắm này nãy mình nấu rồi, giờ mình phải luộc. Mắm này mình nấu mình phải luộc, mình lấy nước đó các bạn. Hướng dừng thêm miếng nước nha. Rồi đổ vô cái đây, đổ vô đây. Rồi lắc cái đây đi. Thank you.
Giờ mình cho nó sôi, mình sẽ bỏ cá vô. Giờ mình chờ cho mắm sôi, mình sẽ đi cắt ngò gai. Ngò gai là mình cắt nhuyễn ra để lát mình ăn, mình bỏ vô tô các bạn. Ngò gai đó, chút mình ăn mình bỏ vô tô, đặt miếng rồi bỏ vô rau thơm ăn thơm ngon. Ít mình bỏ vô rau thơm ha, vô rổ rau sống để cái này ngò gai các bạn. Bây giờ mình băm miếng tỏi để chút mình phi, làm tỏi phi để bỏ vô bún ăn. Hấp tỏi là mình băm cho nhuyễn. Giờ nó đang giữa mùa, nó chưa bán đồ đẹp vậy. Không, bây giờ con đang thích hai cái đại hai cái hai linh tử. Ở đâu? Ở hẳn là nó tại mấy ngái hả? Ừ. Cái làm dây mà bữa chỉ nó không? Mà ở bên đây là nó ngắn rồi nó sẽ ra đây nè. Mà màu dài với màu xám đồ đẹp lắm. Nhưng mà mặt dài. Nằm xuống nghỉ cái lưng chút cho con.
nó mặn ôm dễ thương, với nó ngắn nên là với lại một cái đầm cái đó cũng vừa cái đầm luôn nhưng mà nó đẹp vậy, giống như áo không không dài á mà dễ thương. Băm nhuyễn rồi tỏi mình băm nhuyễn các bạn, lát mình sẽ phi lên khi ăn bỏ vô, giờ mắm nó cũng gần sôi ha, mình sẽ đi bỏ cá vô. Miếng bột ngọt với miếng đường vô để mình dằn xuống cho nó vừa ăn nha các bạn. Rồi nó sâu lên mình sẽ nêm nếm lại. Giờ mình cho mấy cái nguyên liệu vô bạch tuộc nha các bạn. Thank you.
mình cho tôm vô luôn nha các bạn, cho nó chín rồi mình sẽ hơi quớt ra. Dành cái tôm bỏ nguyên liệu vô các bạn, ngon quá, cái nồi mắm ngon quá thì ngon. Nhà mình chỉ ăn vậy thôi, tôm mực bình thường mình mua mực nay không có mực, mình mua bạch tuộc với lại cá hú. Giờ mình để cho nó sôi nó chín cá với tôm với lại bạch tuộc thì mình sẽ vớt ra các bạn ha. Rồi mắm này cũng sôi, giờ mình sẽ vớt tôm với bạch tuộc ra nha các bạn. Vớt ra để lúc mình ăn mình bỏ vô tô. Mình vớt trước bạch tuộc với tôm nha các bạn. Cá mình để cho một chút nữa vì cá nó hơi lâu. Có gì lát hâm cơm cho con bé, chiên cho con bé miếng trứng với mắm, nó không ăn mắm, nó nghe mùi mắm nó sợ. Tôm với là mực mình vớt ra rồi nè các bạn. Rồi ngoại hứng giùm cho miếng nước nữa đi. Mấy này chín xong vớt rồi chăm xong nêm nếm. Đó là mình chờ vớt cá rồi nêm nếm lại bỏ cà vô nữa là xong. Thank you.
100 nước cho thêm cho đủ ăn. Xong rồi đó các bạn, giờ chờ đến giờ ăn rồi mình sẽ múc ra. Thank you.
Giờ mình chờ cho cà chín chút, rồi xong rồi mình sẽ xơi bữa trưa. Ok, vừa ăn. Bây giờ mình phi thêm miếng tỏi. Mình phi nó cũng vàng rồi các bạn đó. À, cũng vàng. Chút mình sẽ bỏ vô tô ha. Giờ đến giờ ăn trưa rồi, mình mời các bạn ăn ha. Nè, mình bỏ miếng ngò gai vô. Ăn thôi đồng bào ơi. Bỏ miếng tỏi vô. Rổ rau á, ai ăn gì thì gắp vô. Mấy tôi ăn về mấy ăn bún hả mấy? Mấy ăn bún hả mấy ăn cơm? Mình mời cả nhà ăn trưa ha.
cho em ăn ăn cơm với cá mắm đi. Dĩa cá này cho em ăn. Các bạn ngọt cơm hả? Dẹp cái ra đúng không?